Từ khi mở cửa đón khách du lịch đến nay, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi luôn là một điểm đến hấp dẫn với khách du lịch trong nước và quốc tế. Nơi đây thực sự là một địa chỉ đỏ có giá trị về lịch sử vô cùng lớn lao, thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước. Cùng với đó là giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay, góp phần tô điểm làm sáng thêm truyền thống yêu nước của mỗi người dân. Để mọi người có thể hiểu và cảm nhận hết giá trị lịch sử văn hóa, tầm vóc quy mô của khu di tích, Đảng ủy, Ban giám đốc khu di tích đã nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ trong bảo tồn, tôn tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là để nơi đây trở thành điểm học tập, tham quan không thể thiếu trong các chuyến hành trình về nguồn tìm hiểu lịch sử. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi luôn quan tâm đến cái công tác giữ gìn, tôn tạo, phát huy giá trị các công trình di tích lịch sử, cũng như sưu tầm bổ sung thêm nhiều cái hiện vật trưng bày giới thiệu cho du khách tham quan. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đầu tư nhiều hạng mục công trình như là bảo tàng tương tác thông minh, cũng như là cải tạo, nâng cấp cái sa bàn biểu diễn đánh bại trận càn Cetopon của quân đội Mỹ vào vùng tam giác sắt Củ Chi năm 1967, ngày càng hấp dẫn, thu hút khách tham quan. Phát huy giá trị các hiện vật lịch sử, du khách khi đến tham quan khu di tích sẽ được giới thiệu và tự mình trải nghiệm khám phá về những công trình hiện vật độc đáo hay cuộc sống của quân và dân Củ Chi. Còn gì hơn khi được tận mắt thấy và được hòa mình vào không khí của vùng đất thép trong những ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngay tại một địa chỉ đỏ giàu truyền thống cách mạng. Qua đó, các du khách càng hiểu hơn về truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước, cũng như sự hy sinh gian khổ của quân và dân Củ Chi trong những năm tháng chiến đấu ác liệt chống lại quân xâm lược. Đặc biệt là nhiều bạn trẻ đã nhận thức sâu sắc thêm về những nội dung, bài học được gửi gắm sau chuyến tham quan. Chúng tôi rất xúc động và tự hào. Tại đây có gần 45.000 tên các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ cả nước, các bà mẹ anh hùng ở mọi miền đất nước đã hy sinh và đã được ghi tên trên cái đền thờ này. Đây cũng là cái bài học mà chúng tôi phải tiếp tục ghi nhớ. Bản thân mình sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện để cho nó xứng đáng với anh bộ đội Cụ Hồ, nhưng đồng thời giáo dục truyền thống cho con cháu và các thế hệ mai sau noi gương sự hy sinh của cha ông để tiếp tục phát huy truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, xây dựng cái đất nước như mong muốn Bác Hồ là xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Để các du khách trong nước và quốc tế, nhất là thế hệ trẻ, hiểu cặn kẽ về địa đạo Củ Chi, căn cứ địa cách mạng có 102 trên thế giới, thì vai trò của đội ngũ nhân viên khu di tích rất quan trọng. Với sự tận tâm, thân thiện, nhiệt tình và lịch sự, đội ngũ nhân viên luôn đem đến những câu chuyện đầy ý nghĩa để thế hệ trẻ thêm hiểu, trân trọng truyền thống đấu tranh oai hùng của cha ông. Bản thân là người con được sinh ra và lớn lên trên vùng đất Củ Chi, đất thép Thành Đồng, tôi rất vinh dự và tự hào khi được giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về lịch sử hào hùng của quân và dân Củ Chi. Bản thân tôi mong muốn rằng tất cả du khách, đặc biệt là giới trẻ, sẽ có cảm nhận và có những công việc ý nghĩa để góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong những ngày tháng 9 lịch sử, dòng người trở về với mảnh đất thép anh hùng càng nhộn nhịp. Du khách đến đây để được hiểu thêm về những năm tháng chiến tranh, về lịch sử hào hùng của dân tộc, để được thắp nén nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã làm nên lịch sử vẻ vang. Qua đó cũng cho thấy công tác giữ gìn và phát huy hiệu quả các di tích cách mạng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần bồi đắp tình yêu nước, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.